lóc chóc lắm. Bùi Hồ người ai gặp cái nón này mua cho cái nón khác chịu không? Tốn tiền, Bùi Hồ có cậu gặp cái cọng như thế này nè, cái tôi đựng gỡ một hết rồi, cái tự nhiên cái thấy nó hết hồn. Gặp giả gỗ bộ ghẻ hả Bùi Hồ? Nhà có 4 thành viên, có 3 nữ 1 nam, sao lấy gạch màu tối quá. Vì có 2 cháu gái nên lựa có khuôn bông màu sáng thì mới hợp phong thủy hơn. Thưa với cô bác quý anh chị thì không biết là cái anh hay là chị này nhắn tin đó thì có làm trong ngành xây dựng hay không thì con không biết được. Giấy số này còn nhiêu tờ cô? Dạ còn 3 mấy. Dạ. Ngày nay cô bán được nhiêu tờ? 90. Hôm qua cô có bán không? Không. Hôm qua bán buổi chiều được nhiêu? Buổi chiều thì bán có 10 mấy tờ thôi. Dạ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Đáng lý ra là ngày mai này thì mới bàn giao tổng kết nhà. Tuy nhiên ngày hôm nay là ngày khá đẹp. Ngày 19 tháng 9 đó. Là một ngày rất là đẹp nên các anh em sẽ cố gắng tranh thủ là bàn giao nhà trong ngày hôm nay luôn. Và cũng lật đật thì cô Chính cũng chạy về bữa cơm trưa. Cô Út cũng chạy về bữa cơm trưa. Và như vậy thì nếu như mà không mua hết tờ giấy số này á, thì ngày hôm nay không thể nào bàn giao được. Tại vì cô phải bán cái phần số này. Cô Út con thông tin với cô như thế này, tụi con mua xe hết giấy số này. Dạ. Chịu không? Dạ, chịu. Cảm ơn chú nhiều. Rồi ngày hôm nay là cô ở nhà với lại anh em của tụi con để mà tụi con sẽ bàn giao nhà cho cô. Bây giờ có muốn mua đồ gì thêm không? Vì sao vậy? Không thì mấy chú còn 10 mấy triệu mấy chú hù nữa hôm qua rồi. Mua gì 10 mấy triệu? Qua mấy chú nói đó. Tại nó chơi. Chú nói mua thanh vô hết 10 mấy triệu vậy đó. Đâu có, nó 100 triệu chứ. Hả? Nguyên nhà luôn là thăm vô hơn 100 triệu chứ 10 mấy gì. 100 triệu đúng đó. Thở lên không à. Cô đếm coi coi còn nhiêu tờ, phải 39 tờ không? Dạ. Chắc chắn không? Cô đếm giùm. Cô ba nói là thằng Tài hả? Thằng Tài đó. Chính là con giữ hết là thằng Tài trong đó. Dạ. Thằng Tài đó. Thôi bây giờ trước tiên á là trả tiền hết đi. Con giữ đi con đừng. Ở đây là các anh em không có YouTube, không có giàu nhưng mà để cho ủng hộ để chiều nay cô có thể ở lại nhà sẽ bàn giao vào chiều ngày hôm nay. Con gửi cô. Nha. Khỏi thói. Khỏi thói. Chị tặng tờ. Đúng. Dạ. Ở đây là tổng cộng là hết là 39 tờ. Tặng cho cô 31 tờ. Thôi tao muốn mày ôm hết á. Tại vì thằng Tài không có chia ra. Cô con cho cô 10.000 được nhưng mà 2 tỷ nhiều lắm. Cái này thôi, con tặng cho. Ý cô muốn để con trọng dạng á. Cô Tư. Này là cái tấm lòng của con Đồng Tháp hôm qua ăn bánh lá ngon quá, tặng chị Hương. Dạ. Cô cảm ơn con. Dạ. Tặng lại cô luôn. Còn chị Liên đâu? Dạ. Cảm ơn em. Cô nào vắng mặt là không có nha. Bỏ cho chị Liên ở đây. Chị Liên tờ khác đi. Chị Liên đây. Rồi tặng cho Út Đồng Tháp cho 1 đồng luôn ha. Dạ. Tại lần nào uống cà phê mấy anh cũng gửi tặng cho giấy số cho Bùi Hồ hết mà Bùi Hồ rất là làm biến vào giấy số luôn. Rồi thông tin với cô bác anh chị như dạ 39 là Bùi Hồ ôm ra chiều để là vô Độc Đắc luôn. Vô Độc Đắc không? Vô Độc Đắc. Nè. Có trò gì không? Nói đi. Bùi Hồ ta. Và ngày hôm nay á, thì Bùi Hồ, anh Mộc Đồng và cũng Út Đồng Tháp nhận được khá là nhiều sự ủng hộ của từ quý mạnh thường quân. Và chiều ngày hôm nay thì sẽ giống như cô Út hôm trước nói, lời cô Út nói làm rất là nhiều cô bác quý anh chị xúc động ủng hộ tiền cho cô để mà có một cái bữa tiệc nho nhỏ tại các anh thợ cũng như làng mừng nhà mới. Ngày hôm nay á, thì cô mua một cái con gà, con vịt. Con nghe nói là sáng nay cô mua thiếu hả? Dạ, nhưng mà không có biết bữa nào ngồi chưa có dám dặn. Chưa dám dặn đúng không? Rồi dặn thiếu chưa? Dạ chưa, dặn là lỡ chưa có ngồi ăn mà tiền ở đâu mua. Vậy chưa thì mấy con mua luôn. Dạ thưa với cô như thế này, tí xíu nữa đây hai anh em con, ba anh em con sẽ giải quyết hộ cô những cái chuyện đó. Úc Đồng Tháp sẽ chở cô đi mua vịt, mua gà, mua bắp chuối. Còn thịt heo thì cô Tư mới đem tặng hồi sáng. Rồi chị Hương cũng có tặng nữa kìa. Cô ba ký, cô ba ký với đồ củ tiếu rồi xào. Em cô ba 1 kg, cô Tư 1 kg, chị Hương 1 kg. Rồi chị Liên thì phụ nấu. Rồi bây giờ mình sẽ làm 2-3 món như này nè: vịt gà nấu cháo, nấu cơm ăn với thịt kho tàu, nấu cháo với lại bắp gỏi bắp chuối á. Cô ba thấy được không? Cô bắp gỏi ăn được không? Được, ngon. Rồi sau đó là sẽ có trái cây, có bông hoa để mà cúng. Tối nay mình sẽ dọn vô nhà mới mình ngủ luôn. Chiều nay là các anh thợ sẽ hoàn thành 1 giờ, và 2 giờ thì sẽ có một buổi tiệc nhỏ và bàn giao lại số tiền cũng như công bố số tiền quý mạnh thường quân ủng hộ. Còn bây giờ thì Bùi Hồ với 1 đồng sẽ lật đặt chạy ly cửa hàng hỏi mượn tiền để mua 2 cái giường, 2 cái niệm, 5 cái gối. Đúng rồi. Nó có chịu Út mình còn Út vặt được con hơn, Út cũng thắng hơn. Mình mượn mua gì hết. Nó nay ngủ với đá thiệt. Nó nay ngủ với gạch mà. Út mua 2 cái chiếu cũng được nữa. Khó thì Út mua niệm, không Út mua 2 cái. Mua cái bếp ga nữa chứ. Thôi Út chụm bếp củi ở ngoài ngọt vô nhà gặp mà chụm bếp củi ai coi. Không phải bếp củi Út để ở ngoài, không có đem sao mình làm mới là đẹp. Thôi nhà đẹp mình chơi bếp ga nó đẹp. Không hỏi mượn đẹp được, mấy người Đồng Tháp thì uy tín lắm, hỏi đi hỏi mượn vô vòng. Thôi mượn không. Thôi nữa con. Thôi. Hương Út mình cũng mượn thôi. Cũng như là để cho mấy em mua đi thì vô mình ngủ nhà mới. Dạ ngủ thì khoái lắm rồi, mừng lắm rồi, nhưng mà mượn tiền mình cũng mượn. Thôi khỏi mua nhiều. Không mượn mấy con trả, cô Út đâu có trả đâu. Nhưng mà cô Út cũng mắc nợ lên vậy. Bây giờ cô Út mắc nợ, cô Út muốn trả nợ đúng không? Con hướng dẫn cô Út trả nợ rất là dễ luôn nè. Khỏi trả nợ bằng tiền. Cô Út chỉ hứa với anh em tụi con và với mạnh thường quân 1 việc duy nhất thôi. 2 việc. 1 là cho bé tiền học đến nơi đến chốn, học hết lớp 12. Hứa thì 2 tay luôn. 2 là cho bé Tuyết, bé Tường có một cái nghề gì đó ổn định. Ví dụ như là Tường đi hớt tóc, còn Tuyết thì có thể sau này lớn lên tí xíu đi làm một cái nghề gì đó mà dạy cho các bé cho nó ngoan giống như thời điểm bây giờ, uốn nắn cho các bé cho trở thành một người có ích cho xã hội là được rồi. Hứa không? Dạ hứa. Hồi hôm hiếu sẵn đây thì con cũng trình bày như thế này luôn. Hồi hôm nó chạy vô nói là ở ngoài này quay phim gì đó, nói là học nghề. Tôi mới nói là con ngoại nghe, con nói là con thích học mà. Nó nói là con thích học, con thích đi học, con làm cô giáo. Nhưng chú Hồ nói là thôi bây giờ tạm thời là đi ra học nghề thôi, uống tóc. Thì con đâu biết đâu, thì con nghe lời chú Hồ thôi. Chứ bây giờ ngoại hỏi con là cái mộng con thích cái gì đó, con thích đi học. Con nói là nó mộng học lâu lắm rồi ra. Cô Út như những video clip trước á, thì mấy anh em con hỏi là ngoài cái việc mà thích học á, tại cái vấn đề học là không thể nào là học để làm cô giáo được. Vì bé Tiết cũng đã lớn tuổi rồi, học thì để chỉ biết con chữ thôi. Chứ thật ra nếu không làm cô giáo thì cái vấn đề đó thì nó còn xa vời lắm. Và sau đó là bé Tiết cũng có cái ước muốn là học làm tóc á, cô Út. Nên mấy anh em cũng cố gắng để tạo điều kiện cho bé được đi học, để có cái nghề để thay đổi cái cuộc sống của Úc nha. Nó ngục hết rồi, nó ngục. Thật ra là Bùi Hồ lóc chóc lắm. Bùi Hồ người ai gặp cái nón này, mua cho cái nón khác chịu không? Tốn tiền. Bùi Hồ có cậu gặp cái cọng như thế này nè, cái đựng gỡ một hết rồi. Không có quạo phải quậy nha, nhưng mà mua tặng cô Út cái nón khác. Nó hay là nón này hơn. Nón này được rồi. Bây giờ con hỏi cô là cái nón này là nón phong thủy hay là nón này không có tiền mua nón mới? Cả hai luôn. Cả hai. Bây giờ bữa nay ngày đẹp mua nón mới này chịu không? Kỷ niệm đi. Thôi con đừng. Nguyên nhà cũng không có được cái tủ luôn á. Không có cái tủ đựng. Con á thấy đội rách rưới vậy mà con sợ mấy em tốn tiền. Thôi bây giờ mấy em nó cũng sắp hoàn thành nhà rồi, để cho con cái nón lành lẽ đội đi bán. Rồi ở ngoài con đi bán người ta lấy khen, người ta nói mạnh thường quân giúp đỡ cho con. Giờ hôm nay được áo lành quần lành và được nón mới. vậy đó, vậy đó đi. Đổi đời lên, đổi đời lên. Giàu sao? Vậy đi. Chứ còn ý con thì con không nghe hoài á. Cô Út, ra nãy nói chuyện cái tay mình tiện gì nè, cái mình nó bị mục hết à, cô nói đừng. Thì cô cũng thưa với Mạnh Thường Quân con này nè, không phải nó từ chối. Thật ra là đồ của cô á thì mình rất là trân trọng nha cô bác anh chị. Đây là cái nón mà cũng đã gắn bó với cô Út cũng khá là lâu rồi. Nhưng mà tự nhiên nè cô bác anh chị thấy cái nón này nó thành nón 3 lớp luôn nè. Cái lớp màu đỏ, cái lớp mót với lại lớp ở ngoài nè. Cái này hôm nào không sợ. Nãy giờ quậy bây giờ chiều này không có nón bị la nữa. Sợ nợ, nó sợ mấy em này thiếu. Cho nên nó nói vậy chứ không phải nó phụ. Rồi tới tiếp theo mượn cái cặp coi. Con mượn cái sợ mua cái mới chứ không gì á. Đúng không? Thì con đâu con mượn cái cặp coi, cái cặp xanh tia kéo được không? Không. Kéo hết thôi con cứ để cho thôi, cái này không để mà không có giờ. Con coi để coi về cho Mạnh Thường Quân người ta nhìn thấy. Không con coi để coi kéo được không cô Út? Con sợ gớt tiền thôi. Không, Mạnh Thường Quân kéo nha, Mạnh Thường Quân người ta nhìn. Bây giờ cô kéo trên này cho con coi kéo được không? Mạnh Thường Quân ta đang nhìn kìa, ta đang nhìn con kìa, ta nhìn con cái cặp kìa. Thật ra là cái cặp này nó rất là quý, tuy nhiên mà kéo tiền không được thì nó dễ bị bay ra đó. Đâu cô kéo nữa coi không được không, có kéo được không? Nè cái Út Đồng Tháp này giống cái cặp Út Đồng Tháp này nè. Thì bây giờ đây Mạnh Thường Quân kéo nữa. Ta đang nhìn. Cổ quá rồi nữa thì cũng chất pháp thiệt thà rồi chấm thì cũng. Rồi kéo ở trên. Đó. Chứ không phải nó phụ lòng Mạnh Thường Quân. Đúng rồi, tôi đây tôi cũng biết nó không phải, nhưng mà nó sợ tốn mình. Ủa, kéo được là còn sử dụng được chứ con tưởng đâu kéo không được. Chiều nay thay cái mới luôn á, mua cái cặp 100 triệu nó lỡ hết trơn rồi nè con. Út lỡ hết trơn rồi thì Mạnh Thường Quân người ta đang nhìn nè con đó. Nó đang nhìn cái cặp này là công ty xổ số Kiến Thiết tặng cũng mấy năm nay hay gì rồi, gần năm rồi bây giờ nó bị mòn với lại mưa gió với lại thời gian rồi mà cô Út cần cố gắng giữ. Thật ra trong này cái cặp nó ở trong này nó rất nhiều tiền, mà nếu như mà xăng tia nó hư á là sẽ không bao giờ xài được, nên là nữ là nếu như không an toàn thì thay nha cô. Con tặng cho cô cái cặp đó. Dạ thì Mạnh Thường Quân ta đang nhìn con á, đang nhìn con đó. Dạ thôi bây giờ thì cũng 10 giờ rồi, nhiều chuyện quá. Bây giờ cứ đi chợ nhanh mua đặng đồ nấu để chiều nay mấy anh thợ kịp nữa ha. Để nói với cô Út chị đấy, vừa qua thì có một người cũng nói các anh em con, cô thì rất là khổ mà còn bà vẽ tiệc mừng này nọ. Nhưng mà thật ra thì cái người miền Tây đó cả nhà không phải gì, nhưng mà khi mà vào nhà mới thì trước tiên là cũng phải mua những cái gì đó để mà lên bàn thờ để mà cúng. Trước mình cúng thì sau đó là còn các anh thợ để mà hội ngộ cái ngày bàn giao nhà. Rồi lúc đó anh em tụi con về, chứ đây không phải anh em con bày đặt bày điều một cái tiệc mừng gì hết. Đúng rồi. Mình cũng phải nói cho mọi người đều biết, chứ nói mấy anh em con bài vẽ khi mà người ta nghèo quá bài vẽ lên cái tiệc tùng như vậy. Nó phải nói cho mọi người biết đây là không phải anh em con vùng bài vẽ. Đúng rồi, cũng phải về nhà mới dầu mình nghèo nữa mình cũng có dĩa trái cây. Dạ đúng rồi, phải mua đồ đạc mình để lên thì ở đây cô Tư rồi nè Hương rồi cũng thấy khổ quá cũng hỗ trợ phụ với mấy con, chứ đâu phải nói Út mà sẽ bỏ tiền ra để làm chuyện này. Thì chim có tổ người có tông mà bà khi vào nhà mới thì phải cúng đủ quyền đất đai ông bà. Thì cũng nói đó nhà cửa không vô ở cho khỏe mạnh á. Thật ra là mới nhận đọc được một cái tin nhắn cái tự nhiên cái thấy nó hết hồn. Gặp giải gỗ bộ ghẻ Hà Bùi Hồ, nhà có 4 thành viên có 3 nữ 1 nam, sao lấy gạch màu tối quá vì có 2 cháu gái nên lựa có khuôn bông màu sáng thì mới hợp phong thủy hơn. Thưa với cô bác quý anh chị thì không biết là cái anh hay là chị này nhắn tin đó thì có làm trong ngành xây dựng hay không thì còn không biết được và cũng chưa liên hệ lại luôn. Và thông tin với cô bác quý anh chị, gạch ghẻ hai mắt là tùy vào cái chất lượng, cái diện tích của viên gạch và cái chất lượng của viên gạch, còn cái màu gạch thì phù hợp hay không là nó chuyện khác nữa. Và các anh em làm gói ghém làm sao có được cái số tiền để cho cô còn sống trong thời gian sắp tới. Còn nếu như mà cô bác quý anh chị có thắc mắc gì cứ gọi điện trực tiếp thẳng với Bùi Hồ, các anh em cố gắng làm sao mà cho nó phù hợp nhất có thể. Cũng chân thành cô bác quý anh chị đã góp ý để cho các anh em càng ngày càng phát triển hơn. Còn bây giờ ở đời mà sống làm sao mà không bị nói được. Làm tốt quá thì cũng không có ai mà làm trọn vẹn cả đôi đường cả. Chỉ mong sao là mong rằng là cô bác quý anh chị có xem được á thì một hai bình luận ủng hộ tinh thần của các anh em ở những cái quãng đường xa như thế này, và ít ra thì cũng cho những cái hoàn cảnh khó khăn như cô Út ở đây, sau khi cắt nhà xong còn có một số vốn để mà làm ăn, chứ không muốn rằng là sau khi bàn giao xong ngôi nhà thì không có tiền vốn làm ăn, và ít nhất là cho các bé đi học. Và một lần nữa thì chân thành cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Những lời bình luận, những lời trái chiều hay đừng chiều thì các anh em cũng sẽ đều luôn tiếp nhận và đọc hết. Tuy nhiên thì để làm hoàn thành một nhiệm vụ hết 100% thì các anh em cũng sẽ cố gắng, nhưng mà để cho hoàn hảo hết thì là một chuyện khác nữa. Tại vì đến đâu cũng muốn kết nối để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn ha. Thôi cô Út khóc luôn rồi kìa. Thôi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chuẩn bị cô Út đi mua đồ. Bây giờ đi mua đồ cũng bị nói nè, nói sao các nhà xong không có ăn uống gì để có củ quyền thất tổ ông bà cúng để trình đó. Còn cái không cúng thì nói là nói như vậy, còn có cúng thì nói là các nhà xong lần nào cũng muốn đại tiệc đặng nó ăn ké hay sao đó, thành thử là khổ lắm chứ không phải là sướng đâu. Nó nghe nó buồn, nó mang. Dạ thôi bây giờ không có muốn buồn, ngày hôm nay là ngày dâu nhà, bỏ qua những cái lời bàn tán sầm xì, ai muốn nói thì sao nói thì đâu phải thương mình hết, đủ 10 sống ở đời mà ai họ cũng không miệng đừng lời ra tiếng vào. Dạ thôi xin chào và hẹn gặp lại, bây giờ đi ha. Phải có mâm cơm, phải có gì hết. Hiện tại thì Bùi Hồ với lại anh Một Đồng đang có mặt tại một cái cửa hàng bán nội thất. Ở đây chuyên bán về ga, về nệm, về gói rồi giường. Thì chắc có lẽ là Bùi Hồ cũng thay mặt quý mạnh thường quân mua hai cái giường sắt, rồi hai tấm nệm, rồi 4 cái gối, hai cái mền, rồi một cái tấm ga, hai tấm ga, rồi với lại 4 cái áo gói nữa. Và chị này bán cũng rẻ lắm. Thấy okay. Của chị hả? Đây, giường sắt là 1 triệu 1m6, hai cái là 2 triệu 6, một cái là 1 triệu 3. Rồi một cái tấm nệm, tấm nệm 1m6, hai tấm là 800, mỗi tấm 400. Gối nằm là 4 cái, áo gói là 4 cái. Chắc này mua thêm hai cái mùng quá. Phải mua mùng chứ. Chị ở đây là muối nhiều không? Muối nhiều không? Thì cũng tương đối, cũng như mẹ em ở bình thường thì là mẹ em tối muối cũng phải ăn mùng. À hai cái mùng luôn. Hai cái mùng 7 triệu em có. Dạ. Chị chữ đẹp quá. Chị nói là cái này là 1 triệu 350, nhưng mà bán như thế này á là chị bớt á, còn có 1 triệu 3. Từ. Có cái tủ nào thường thường, ẩm này coi thử coi nhiêu tiền rồi. Này là 3 triệu 4, 3 triệu 7, chắc mua cái bếp ga nữa được mà ha. Ừ, đúng rồi. Chứ bây giờ là mua thêm thì còn ít tiền để coi bật cô á, nên mua cái bếp ga, còn cái giường, còn cái ấy để tính sau được không? Ừ. Cái tủ quần áo nó mắc không? Tủ nhỏ nhỏ vậy không? Hay là phải treo? Người lớn là phải mắc à? 2 triệu mấy nữa đúng không? Nếu mà trang mà tủ đứng như vậy thì khoảng 1 triệu 6. 1 triệu 6. Là tủ nhựa đi luôn á, là nó có hai cái ngăn ở dưới rồi có ngăn treo. À bây giờ nhà đơn giản vậy á. Nhà bé, tủ này có gì? Tủ này á hả? Dạ là tủ đó anh, mà nó có màu khác, nó dễ nhìn hơn. Thôi mai mốt phải tự tính, tại tính chừa tiền cho bà, mua cũng được nhưng mà phải chừa tiền lại cho bà. Đúng rồi. Mai mốt anh có cần xài gì nữa thì. Này là nhiêu tổng ra dùm em. Rồi em gửi tiền luôn, em gửi phần nửa rồi chị chuyển xuống ngay chỗ cây cầu cây cách á. Dạ. Trong ngày hôm nay dùm em luôn. Dạ. Rồi cái số điện hệ hội nào của chị đặt dưới dưới dùm em. Dạ, số này đi anh. Dạ, rồi em sáng trưa ngày hôm nay khoảng 12 giờ hơn chị chuyển được không? Được anh. Dạ, chị em gửi cho chị. Giờ anh cho em số điện thoại nhá vô đi. Dạ. Nào anh cần giao anh gọi cho em trước thì 15 phút này có người giao. Khoảng 1 giờ đi. Vậy đúng 1 giờ đi ha, khoảng 1 giờ. Đúng 1 giờ. Em số điện thoại của anh nha. 094 nè. Đây bà. Má em nó bị tẩn rồi. Nó 54 đuôi đúng không? Dạ 54 đuôi. Cho em có Bùi Hồ. 3 triệu 7. Em gửi cho chị trước 2 triệu đi, ngoài em gửi thêm ha. Em mua cái kia bếp ga là nó cũng khoảng cỡ 1,7 triệu rồi, khoảng 3,4 triệu. Thì bây giờ mình mua cái này xong rồi khoảng 5 triệu trừ cho bà cụ lại khoảng 5 triệu, thì nó hợp lý hơn. Đúng rồi, để cho bà còn làm vốn nữa, chứ nếu mà mình mua hết thì rồi. Như vậy là Bùi Hồ tổng cộng mua cho gia đình của bà cụ gồm có 2 cái giường, 2 cái nệm, 2 cái áo ga, 4 cái áo gối, 4 cái gối, 2 cái mùng. Vậy là đủ đúng anh, 1 triệu đồng đủ không? Đúng rồi. Mà đủ không? Đủ rồi. Vậy đi. Còn quần áo thì chắc có lẽ là mai mốt mình sẽ tính sau đi, tại vì Bùi Hồ với anh 1 triệu đồng rồi cũng còn nát ở tại ngay tại chỗ này đó, và cũng sẽ hỗ trợ thêm. Còn bây giờ mình đi mua bếp ga nữa ha em. Tại vì mình cũng phải đi mua bếp ga nữa là được rồi. Còn giường thì mình sẽ chuyển vô sau nếu như mình sử dụng. Ngày hôm nay thì cũng có một chị Mạnh Hương cũng nó có ủng hộ. Tuy nhiên đến thời điểm này đến đâu mình sẽ tính đến đó từ từ thôi cô bác anh chị. Chị chủ cái chữ đẹp quá. Mọi cái là chị đều bán theo giá sỉ hết á, bao giá luôn hả? Cái này em chưa tính phần ga, giờ anh vậy thì em tặng 2 miếng ga để thấy có tính tiền. Dạ, cảm ơn chị. Chưa có tính ga vô. À, vậy là phần 4 bà cháu cũng có phước nữa rồi đi. Được. Làm YouTube ủng hộ. Dạ, em cũng quý. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ. Coi như vậy là cái này là hết 3,7 triệu nữa ha cô bác anh chị, mà cô bác anh chị đi với Bùi Hồ. Rồi ok. Rồi thường thôi, rồi thường 500-600 xài của em rồi. Vậy hả? Còn mình cộng thêm bình dây qua. Cái này là nhiêu? Cái đó 800. Này con này 600. Lấy này đẹp ha. Anh Đồng thấy này đẹp không? Đẹp đấy. Con này đẹp nè. Lấy cái này dây qua là nhiêu đó? Dây qua là 800. Là mình cộng vô. Bạn triệu mấy là hả? Là triệu. Quanh nó dây qua nó tự động thì sao? Dây qua tự động. Dây qua bình buông lại nhiêu? Dây qua mình có ga luôn là 800. À, còn chưa biết mình nhiều mình cộng tiền vô. À, có em tới đâu dây quanh không mà tới 800. Đâu có. Dây quanh bình ra luôn, vỏ của mình luôn, ra có nước luôn. Là 800 nữa. 800. Với cái kia là 600 là 1,4 triệu. 1,4 triệu. Này là tự động nha. Tự động. Chuyển liền được không? Được. Rồi em nghe chỗ cầu Cây Gấp bây giờ là 1,4 triệu thì em đưa cho anh trước 1 triệu được không? Hay là 500? Đưa trước nhiều rồi tổng lấy thêm đó không? À, được. Để cho anh chuyển cho em. Rồi. Em đưa trước 500 đi ha. Có bớm không? Này, tại để giá bán rồi vậy. Vậy hả? Này tặng cho mấy phần cảnh. Dạ. Vậy là tổng cộng cái phần này á là 1,4 triệu ha. 1,4 triệu. À, khoảng 1 tiếng nữa chuyển cho em được không? Được. Lấy cho anh đi. Lấy số của em đi. Không phải cắt hả? Dạ. Anh đọc số đi em nhá qua. 0899 rồi 566 rồi 625. Ngay chỗ cầu Cây Cách luôn có quán cà phê ở trên đó, có chị Máy Lá rồi xuống rồi. Qua chưa? Dạ qua đó. Rồi gọi ngay số 111. Rồi vậy là như vậy là cũng mua cái kia là 3,7 triệu đúng không? Đúng rồi. 3,7 triệu với lại này 1,4 triệu là 5,1 triệu. Và cũng vừa đủ thôi. Thì khoảng khi nào em tới khoảng tiếng cái em điện qua cho anh. Tiếng cái em dài rồi. Dạ, trong vòng đó đi có gì em điện cho anh. Rồi. Dạ, đây nó cũng gác cũng mau rồi đúng không? Dạ, đi tôi chắc bơi mà. Hồi nãy anh làm em hết hồn, anh nói ồ dây quan gì đó tới 800. Mai mốt là nói kỹ không ấy, tao bỏ chạy đó nghe. Có hành cho 12 tháng. Dạ. Có cái đồng hồ không ta? Mình treo cái đồng hồ treo tường thôi. Đây có bán không ạ? Thôi để đó từ từ tính cho anh. Ok. Cảm ơn anh ha. Vậy là tiếng nữa anh điện em hay là tiếng nữa em mới điện anh? Lần nào xong cho em điện cho anh. Ở dưới tại do chút điện không. Rồi thôi bây giờ như vậy là cũng đã xong về cái phần mua nội thất cho gia đình của cô Út cùng với lại ba người cháu. Và mới vừa rồi là ở Bưu Điện nhận được một cái phần quà siêu to khổng lồ từ Sài Gòn chuyển về. Thì phần quà đó là gì thì sẽ bật mí ở video clip sau. Tại vì bây giờ thì các cô ở nhà cũng chuẩn bị nấu ăn đó. Tí xíu nữa mình kinh vô á là sẽ rất là mừng. Còn bây giờ thì một đồng Bùi Hồ xin chào, hẹn gặp lại cô bác anh chị video clip sau ha. Bye bye.